nay sao xuống trễ vậy? Tại chồng đi làm rồi xong rồi traffic quá trời luôn. Ôi, bây giờ không biết tới chưa, tới tới tỉnh sáng ta còn mở cửa cho không, mình chưa? 7 giờ. Wendy nói là bây giờ Wendy về nhà coi em bé của Wendy trở lại. Ủa vậy hả? 7 giờ. À vậy hả? Giờ Wendy có trở lại với em hả? Ok, đó, nay là mặc áo này đẹp quá, em thích đồ này lắm chị. Em mua cũng nhiều lắm á. Hai con đi. Chào cô chú đi. Chào cô chú chưa? Cô chú. Ủa, cô chú đâu? Có mình tôi à? À vậy hả? Con hai cô đi. Con nhớ chị Tiana không? Chị Tiana ơi, đi vô ngồi với em nè. Ờ, con ngồi trên đùi má mì nè. Thôi thôi đừng. Cái đùi em đau mà. Con cảm giác đâu biết đau. Trời ơi, thấy thương không? Nè, con ngồi đây nè, con ngồi đây đi con. Hôm qua con ngồi với má mì ha. Trời ơi, ta tình cảm gì thôi chứ muốn gì nữa trời. Người ta dễ thương quá à. Nè, đó chị nè. Ta dễ thương quá à. Vậy rồi thế. Hồi sáng nay chị có đi rồi, hồi sáng chị có đi chùa tụng kinh rồi, với lại chị ăn uống trên đó rồi giờ về đây. Đợi em giờ đi lại lần hai nha. Chị feel bad. Ok. Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay thì là một ngày cuối tuần. Sáng nay là 49 ngày thấp cuối cùng của Phi Nhung. Thúy Nga cũng từ chùa về nhà. Đi cái lễ ở chùa rồi về tới nhà làm bao nhiêu việc, bây giờ tối thì lại Hailey với lại Vân lên đây cũng muốn đi ghé thăm Thi Nhung nữa. Thôi sẵn đây mình làm cái vlog nhẹ đi ha, lâu ngày của chị em mình mới được gặp nhau. Sao rồi bữa hôm làm cái vụ vợ chồng son thấy view và hot quá ha. Yeah, em mướn rồi em lo chết luôn, em sợ không ai coi á, rồi công ty tao buồn. Chứ không có gì hết á. Sợ tao buồn ha. Đâu, câu chuyện của em hay lắm rồi. Hôm nay là người Cát gặp lại em. Ủa, người Cát gặp em, sao người Cát lại chơi iPad vậy ta? Con mới chỉ. Hai đứa gặp nhau là được gặp. Thôi, con chơi với em đi. Con định chỉ hình. Con chỉ hình gì vậy? Hay là áo qua lộ cái gì là hay là bên nào phỏng vấn nữa? Ở như y và à bên báo, bên nhà báo. Em đi với chị rồi tối về em trả lời. Ờ vậy hả? Chắc đó bên báo chí. Con chơi với em đi, lâu lâu con mới gặp em lần á. Em nó nhớ con á. Nó nói cái con nó khóc á, con biết không? Nên là con phải chơi với em nha. Thì hai đứa nít đi chơi là nghe nó gặp là nó chuyện như thôi ha. Ừ, con chơi với em cho em vui đi con, tội nghiệp em con. Happy when you want. Em không có ai chơi với em ở như đó. Happy when you want. Okay. Em không có bạn là tại vì mẹ bệnh nè, rồi ba đi làm nè. Bé ăn tiếng Việt giỏi ghê luôn. Thì đó, mỗi đứa máy máy vậy là gặp nhau làm gì đó chị. Không, không cho chơi nữa. Gặp nhau là phải chơi chứ không có cho cầm máy nha. Cầm máy là phạt đó. Trời ơi, ở Mỹ cái mùa này chán thiệt, có mới 5 giờ mấy chiều á. Dạ. Giờ cũng gần 6 giờ nè. Trời, nó tới hồ nuôi vậy. Nhìn chán nè. Lát nữa là hai vợ chồng thích ăn gì để chị mời nè. Trời, thì em hỏi chị là ở đây coi mở gì. Ở đây những cái nào ngon thì đi ăn thôi, em đâu biết ở đây vòng vòng cái gì nữa. Hồi sáng chị ăn chay rồi, bây giờ là hai vợ chồng với là mấy đứa nhỏ. Ăn chay cũng được, ăn chay cũng ngon. Mấy cái hàng chay nào còn bán. Trước ngày có chị Tiana mà chị Tiana lên cái chị Anna không có chơi với em là mẹ buồn luôn á. Cho mẹ ăn cục kẹo con. Đây hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay mới gặp lại hai em. Chỉ có điện thoại nhắn tin hỏi thăm thôi nhưng mà không có thời gian gặp nhau. Thứ nhất là Thúy Nga cũng bận. Thứ hai rồi. Mà dáng coi video cười lộn cười. Áo dài của anh Leon gùi nó gấp quá trời. Còn ông thì chỉ kêu con gùi. Đây từ nhà Nga mà chạy qua tỉnh sáng gần lắm. Nó mới vừa đi ngang qua nhà Phi Nhung luôn quý vị. Nhà Nga xong tới nhà Phi Nhung. Xong mà tới tỉnh sáng Giác An. Trên một con đường luôn. Không đi đâu hết đó. Nhà của chị mà có cái cổng đúng không vậy?
đó có cái cổng á, mới đi ngang qua tới rồi á. Tại em nhớ có security gate đó. Đúng rồi, chính xác. Giờ tới tỉnh xá mà không biết giấc này là còn ai mở cửa cho mình vô không, tại trời thấy chập choạng tối rồi. Hy vọng là sẽ vô. Hay lì muốn thắp nhang cho Phi Nhung đó mọi người. Tại vì em với chị không quen biết nhưng mà mình thích vậy đó. Cái mình mà đi được mà mình không đi mình cảm giác kỳ lắm. Cảm giác nó bị gì á. Sao anh mập, anh chồng mập nay lên đây muốn đi ăn gì cưng? Em thích ăn đồ Mỹ mà phải không? Đó, ăn đồ ngon gì ngon ăn. Em muốn ăn steak đồ không? Chị đưa em đi ăn steak. Mấy cái đó cũng ăn ngoài rồi, nhưng ăn đồ Việt đi hay là vậy hả? Mẹ khỏe không bé? Dạ mẹ em bình thường, cảm ơn chị. Ôi kẹo gì mới chua bà cố. Mấy cái này là nó chua lắm chị ơi. Nó áo được chua chịu không nổi luôn. Được nè. Nè em quẹo vô đây nè. Tới rồi đó luôn. Đó quẹo vô luôn cưng. Giấc này cũng còn đông người tới viếng chùa quá ha. Chiếc mô tô qua đây cũng nè. Ồ vẫn còn gia đình ở đây mà. Mặc áo dài đen nè. Em nói mà 7 giờ nó mới về. Ồ vậy hả? Đâu biết đâu. Tưởng là lễ xong rồi thì ấy chứ. Đây là lần đầu tiên mà tới viếng thăm Phi Nhung buổi tối nữa nè. Sáng thăm là tối viếng luôn đó. Đi trọn ngày với Phi Nhung luôn đó nha Phi Nhung. Trọn ngày với chị luôn á. Ô con ra rồi hả? Con lẹ vậy. Con coi em nha con. Dạ 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 chị Anna con thách kê em cho mẹ đi con. Chắc không sao rồi. Dạ 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 cảm ơn con. Cô về hả cô? Vậy hả? Cô là phụ Phật tử lo cho chùa hả? Chị bạn xong chị hôm nay chuẩn bị chị rủ tới phụ chị Hán. À vậy Hán hả? Thầy chút xíu. Dạ dạ. Cái xe này mỗi lần đi ra cũng phải tháo ráp hả em? Ờ, phải tháo ra hết. Sao mà chồng nó cực mà sao càng ngày nó càng mập vậy ta? Người ta cực ta phải gầy không? Ông cực mà sao càng ngày ông càng mập vậy trời, tôi không biết luôn á. Cái đó kêu là stress eating. Vậy hả? Hay lì là đợt trước cúng ở trên chùa, hay lì cũng qua, cũng lên khuya lắm. Hôm nay cũng lên khuya nữa. Em tính ra em vẫn khỏe hơn Hưng á, Hưng nó bệnh miết à. Dạ, Hưng là vô bệnh viện miết luôn. Em nhờ giái mẹ Quan Âm á, chứ hồi xưa em ở bệnh viện không à. Đó, rồi Hưng nhờ là... cái khu bệnh người ta đuổi về á. Hưng bữa hôm là nhiễm trùng máu nặng lắm. Cái gì vậy? Nha, ăn collagen, ăn cho đẹp da mà nó làm bằng rau củ quả á. Ồ vậy hả? Ăn sao cứ ngày có sưu tầm này kia vậy trời. Em mua bên Hàn Quốc nó gửi qua chứ không phải mua này. Thank you baby. Tại cái gì mà tốt cho mình share. Rồi đi. Em cứ ở nhà cứ mua trên online, mua suốt ngày vậy. Dạ. Tốn tiền để dành tiền đi cưng. Tại vì ở nhà chán đâu gì đâu. Dạo này hết shopping rồi. Hết chưa? Hết rồi. Bớt chưa? Không phải bớt mà hết luôn rồi. Ôi, Tiana lại Phật chưa? Dạ rồi. Đâu Tiana lại Phật lại mẹ coi. Mẹ thấy khay lần lại Phật hay quá kìa. Dạ. Đó, con ra con. Đó, con ra con lại Phật như cây lần đi con.
Rồi, đi vô đi. Ồ, nhắc hôm nay mình tới tối mà mọi người vẫn tới Vĩnh Thành rất là đông nha. Dạ, dạ, chào con. Đó, hôm nay là Nga mới làm một cái vlog đầu tiên. Dạ, con về rồi, em về rồi, xong rồi bé này nó ở dưới ấy, nó lên nè, lái xe 2 tiếng lên, giờ lên đi chung đó. Nhung ơi, có Hailey tới thăm Phi Nhung nè. Nga sáng nay ở đây rồi, bây giờ giỏi quá ta. Nãy giờ con lạy Phật hả? Con kêu em lạy Phật đi. Con nói em lạy Phật. Giờ nãy em lạy ở đó. Không, con nói em, con nói em chạy chạy lại lạy Phật đi con. Đó, con dạy em đi, con dạy em đi. Em làm đi em. Con cầu nguyện Phật cho là mẹ mẹ khỏi bệnh nè. Dạ, A Di Đà Phật thầy. Dạ. A Di Đà Phật. Con nguyện I pray mommy get better, girl. And I pray auntie go to heaven. Em đốt cho mấy đứa nhỏ đi, nó thắp nhang cho cô Phi Nhung. Quá trời ơi.
khoai lang với Phi Nhung. Khoai lang á là mọi người biết là Phi Nhung thích khoai lang nên là khán giả với lại các cô chú Phật tử với chùa họ cũng khoai cho Phi Nhung quá trời. Bây giờ là nhiều quá, giờ Thúy Nga phải đem về để mà ăn bớt phụ cho Phi Nhung. Phi Nhung ăn rồi giờ thì tôi ăn nha bà. Đó, tôi lấy mỗi thứ hình cũ nha bà Nhung. Đó, bà Nhung cho tôi mỗi thứ hình cũ. Ăn khoai cũng nghẹn họng lắm Nhung à. Nhưng mà thôi, vì nhiều quá, tôi xin lấy về bớt. Đúng rồi con, cảm giác sang sẻ đi Phi Nhung ơi. Mọi người cho Phi Nhung nhiều khoai quá, thôi giờ Thúy Nga lấy bớt về nha. Rồi Thúy Nga em lấy đó, Thúy Nga em lấy đó như con. Rồi cái mận này có lấy được mấy quả không? À, Nhung ơi Nhung, tôi thích ăn mận lắm Nhung. Bà cho tôi bứt vài trái đem về ăn nha. Sao lần nào đi tới đâu cũng hôi lọc, hôi củ hết trơn nhỉ? Bánh không vậy chị? Mỗi bánh gì thôi được rồi, để cho mấy cô chú Phật tử đây lấy. Chị về chị bứt mấy cái mận nè. Nữa hả? Ừ. Trời Nhung ơi tôi ngại quá Nhung, cái tay em nó gì về cho thì cho. Nhung ơi về cho nha, tắm tôi có cái tắm hôi cũ đâu mà tại bà gì bà gì bà lấy quá Nhung. Bà gì ép nè. Thật ra là tôi thích cái mận này nè Nhung. Rồi cho nó nguyên chùm đồ đẹp quá vậy trời. Thế mà lấy nguyên chùm kỳ lắm, có nên không ta? Nửa chùm thôi cho con nửa chùm đó chứ. Nói chứ nghĩ sao mà lấy chùm bà Nhung bây giờ luôn mặt bất kỳ luôn chị mà tắt đây thì chị gì tắt đây chị Nhung Nhung tôi có cái máu thích là hôi của hôi lọc lắm mà tôi không có hôm nay tôi có ý đồ lấy đâu mà tại vì gì bà ép lấy quá trời đi bà gì quá gì là người nhà người miền Trung hả gì Tây Cú gì Tây Cú gì Úc nhưng mà gì là ở Cali luôn gì đây ở Cali không có gì ở Florida. Ai gì ở Florida, gì bay qua từ bữa giờ luôn hả? Bữa giờ là con thấy gì mấy cái lễ là con thấy gì mà rồi gì ở đây luôn, hổng rài luôn. Rồi khi nào mới về lại Florida lại? Tuần sau. Tuần sau hả? Bây giờ là gì ở đây với nhà Wendy? Thì, khi mà Wendy nó sanh là gì bay qua. Nó sanh là gì bay qua. Là ở rồi hổng rài em. Ở đó tới khi nó 8-9 tháng. Rồi tới khi nó chết luôn đó. Nhung ơi Nhung, cái này mới là thật sự tôi lấy nha Phi Nhung. Cái này là tôi xin thiệt sự nè, tôi thích mận lắm mà cái chùm mận nó dễ thương quá trời luôn quý vị. Còn những cái còn lại á là không phải tôi hôi lọc đâu mà tại bà gì bà ép quá trời luôn. Ép quá trời luôn. Hôm nay Nhung vui nha, 49 ngày là nghệ sĩ đến đây rất là đông. Sáng nay nha cũng đến đây mà chỉ có làm lễ thôi. Thì hôm nay là cái vlog này là lần đầu tiên luôn. Tại vì có Hay Lì á là một người bé này là fan của con với lại fan của Phi Nhung luôn. Hay Lì lại đây, Hay Lì lại đây nè. Đó, Hay Lì cầu nguyện Phi Nhung cảm ơn sao con mà. Dạ cảm ơn con hộ cho Hay Lì đi được lại nè. Dạ vậy cũng cầu xin là Phi Nhung sẽ phù hộ cho con. Hồi bữa đám tang con cũng có tới dạ rồi. tới cuối luôn á. Vậy hả? Vì cảm ơn con nó thật sự luôn mà dạ. Từ lúc mà chị mất tới giờ đó ngày nào con cũng coi video luôn tới giờ con nhắn con coi mẹ chị kìa trời ơi giờ là cày view trung tâm cho trung tâm Thúy Nga Brisbane như là sáng nào mở mắt ra là nghe Phi Nhung Mạnh Quỳnh với Phi Nhung một mình rồi Phi Nhung với lại Liên Khúc mọi người. Hồi sáng thì dậy về 6 giờ thì chế cà phê nó ly gì đây gì bắt mấy củ khoai lang lên buộc cho nó mà ngồi coi cái tivi ấy cho nó để quên cái. Mà thật sự nghe trước mình Phi Nhung là còn sống thì là Phi Nga cũng nghe Phi Nhung mà nghe cái kiểu không biết là hay nhưng mà trong lòng mình thấy rất là bình thường nha. Nhưng mà từ lúc Phi Nhung mất cái ngày nào bà má con cũng mở cái nhạc ra mà muốn cái giọng Phi Nhung đúng là lạ hay thiệt sự luôn á. Cái giọng mà không có đụng hàng với ai đâu mà cái giọng nó sống mà nó cứ cuốn lên mà cái bài gì đó cái bài gì vừa rồi cái bài Thảo ơi cái bài nó giống như sáng tác cho bà Nhung vậy đó hay mà nghe mà khóc luôn á. Giống như là nó có cái điểm báo trước đó con. Giống như là thầy Thích Nhật Từ ổng viết ra 10 bài đó, cho nó xong nó chọn cái bài mà Phật đã chọn con nhưng mà chưa thành rồi cái bài đó cũng hay ha.
Ai ơi gần xanh xong. Dạ rồi, cái chương trình mà Music Box của Thúy Nga đó, cái chương trình mà Mạnh Quỳnh với Phi Nhung á, là cũng đâu có tính quay đâu, tự nhiên về Việt Nam đợt đó thì Mạnh Quỳnh với lại Phi Nhung lại quay cái số đó đó. Mà trong cái số đó là Phi Nhung mặc cái áo dài xanh như cái kiểu mà tiên nữ ha, cái ngồi mà nói mấy cái câu xong tự nhiên cái nổi da gà luôn. Mọi người coi thử. Nó giống như nó có một cái sự gì đó nó báo khi trước. Nó chết rồi mình mới cảm thấy là những điềm báo trước. Đúng rồi. Ghét lại. Nhưng mà có nó là không biết sao. Nó nói với là gì con thích con chết lúc còn trẻ đẹp, chết con già mà con chết mà con. Nếu mà khi con già con còn sống là con trốn. Con đi một chỗ nào con khác con trốn chứ để người ta thấy con già xấu. Nó nói vậy đó. Chết phải đẹp. Nó chết là không chết là không phải đẹp bởi gì. Nhung ơi Nhung, hôm nay là mọi người đứng đây là có Thúy Nga nè, Hailey fan với cả gì đang nói xấu với Nhung đó. Mình nói xấu nhưng mà rất là thương nha. Nhưng mà không biết hôm nay chị có về không? Nó nói 49 ngày về có không? Nó chưa đi nhưng mà 49 ngày sau 49 ngày nó sẽ đi nha. Giống như là đêm nay hoặc là mai đi. Nhưng mà thường người ta nói là trước khi đi có gì về thăm có gì gì có tình đó. Trong nhà mình bữa giờ có ai mơ thế Nhung? Trong cái 49 ngày đó là sư thoát từ ngày chị mất đi rồi. 49 ngày là nó giống như là nó trẻ sư thoát hồng rồi. Không ai mơ trong cái siêu 49 ngày là về một kiếp khác. Tại vì là trong 49 ngày nó phải đi giống như nợ nặng hại hay là bất cứ cái gì nó còn quyến luyến hay là một cái mà làm một cái điều gì để mà rồi sau khi là 49 ngày thì nó sẽ nếu mà nó không còn nợ nặng thì nó sẽ được đấy, mà nếu nó còn vướng nợ nặng hay là những cái gì để nó còn ấy sẽ chưa ấy nó sẽ giải quyết sao. Hai Wendy con, trời ơi, cô không nghĩ là cả nhà mình ở từ sáng tới tối vậy luôn hả? Ồ dạ, thầy dữ. Thầy nói, thầy phải hỏi. Là ở đến khi nào mình mới về? Dạ 7 giờ. 7 giờ luôn hả? Trời ơi, cô có nghĩ là mọi người về rồi chứ đâu có nghĩ mà cả nhà mình ở đây đâu. Dạ. Thì bất đề con. Dạ, cảm ơn chị. Chạy xa xa. 2 tiếng, chạy 2 tiếng. Mà thấy tội quá à, rồi chống con, bây giờ chưa thầy chưa cho về, không phải là thầy không cho nhưng mà thầy để cho mọi người tới, nên mình phải ở lại để mình chào mọi người, thay cơ thì cái 49 ngày xong đó là cái hũ cốt mình vẫn để chùa hay đem về nhà, dạ để đây, à là con vẫn để đây, nhưng mà mình phải để chùa mà không nghe kinh kệ. Nhưng mà thường ngày là đem vô cắt thôi chứ không phải là quà đâu. Nhưng mà có biết cưới không? Không có ý kiến gì. Nhưng mà sau 49 ngày là tụi con cuối tuần rồi có lại đây tụng kinh đồ hay gì nữa không? Dạ, thì chợ rảnh là con nhà. Dạ. Thầy có ai đứa bé thì rảnh đi nhận tới. Tại nhà con gần đây mà. Dạ. Nhà con nhà cũng gần. Nhà cũng gần chỗ cắt. Nhà cô với nhà con với đây là có một con đường đó. Ờ. Nhà đã chạy ngang á. Dạ. Sát luôn á. Chạy bộ không, bé này là chạy gần 2 tiếng rồi. 2 tiếng nó đợi chồng nó đi làm về rồi nó mới chạy xe xuống đây, thì xuống đây là 2 tiếng hồ rồi. Mà cổ là cái chân đi không được mà đau nhất dữ. Mà thương Phi Nhung cái hôm mà đám tang vậy đó là lên chùa gì em cái chân nó chữa không được hả con? Quang Hải Quang à, cái chân chữa không được hả con? Dạ con bệnh con bác sĩ nó chạy rồi. Bệnh con không có tiếng giáo không ai có. Rồi hồi bữa cũng có người nói là qua Singapore rồi đó. Nhưng mà con tìm hiểu bệnh thì anh của con nói là bệnh mà bác sĩ không có bệnh này. Cho nên kêu con đi. Mà cái chân nó giờ giống như không chữa được luôn, không biết sao. Nó tê luôn hả? Rồi dạ, nó bị mất cảm giác, nó bị mất. Hồi xưa là con sống bằng ẩm bộ không mà con sống chết 40 lần á, tiêm ngừng đặt mấy lần luôn. Chồng con phải kêu vô ICU 500 mà mỗi lần nằm trong ICU là sao mà đi này vậy, sao mà đi nè. Giờ là đỡ rồi đó. Trời ơi. Giờ con là cũng cho đi sống lại. Có thịt có da. Bữa hôm mà cái đám tang nó lên tới khuya nó mới về. Tới 12 giờ nó mới đi về. Nhưng mà ở ngoài không có cho vô. Bữa
giống như là mấy cái người ở ngoài tao nói không được vô này, mình vô thôi à. Chưa vậy. Tại ta thương quá. Phi Nhung mà nghe cái câu chuyện này, Phi Nhung cảm thương rất nhiều. Giờ nói là đến đây để cầu nguyện Phật với lại coi như là sao mà Nhung, Phi Nhung sao mà tá một cái sự màu nhiệm cho hay lì đi Phi Nhung, hay lì đi là được. Trong con đường đã đặn. Ước mơ chỉ được là trăm con với trăm mẹ. Hôm nay là buổi tối mà con lại ấm cúng ghê. Mà thấy mọi người vẫn ghé thăm Phi Nhung đông ghê nha. Phật tử ra vô quá trời. Thấy là hôm nay hết lần lễ rồi. Cảm ơn con. Chị nói cô đấy. Em ở đây con. Okay, thôi được rồi. Thôi con cảm ơn dì nha. Rồi cảm ơn con. Để có dịp nào con qua coi ba rồi có duyên thì gặp chị. Rồi có duyên gặp dạ. Dì. Cảm ơn người hôm nay là nghe có cái duyên là nói chuyện với dì ruột của Phi Nhung. Dì là dì Út. Trong nhà là có mấy dì tất cả ta? Năm dì. Có cậu. Hai cậu tất cả. Nhưng mà Huy á là con bà chị thứ hai. À Huy là con. Rồi Phi Nhung là thứ ba. Rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thứ bảy là tới dì là Út. Dì Út. Tính ra Phi Nhung ở đây, Phi Nhung cũng người thân nhiều lắm chứ bộ. Là ở vòng vòng quanh các coi ra lấy hai cậu. Nhưng mà hai cậu cũng chết rồi. Dạ, và chồng thì cũng chết. Rồi còn mấy đứa em cũng giống như là cousin của ấy. Đây con gái gì? Dạ, đây con gái gì hả? Bên coi đây thì bữa giờ có gặp ở trong mấy buổi tụng kinh. Nó cũng qua bên tan cho chị nó. Hôm nay thì Nga có cái buổi tối lần đầu tiên mình ghé lại đây cùng với gia đình Hay Lì thì mới biết là một cái khung cảnh gia đình vẫn ở đây từ sáng tới chiều rất là ấm cúng, vì hôm nay là ngày 49 ngày là ngày thất thứ bảy cuối cùng của Phi Nhung đó, nên là mọi người vẫn ở đây và Phật tử ra vô chùa rất là đông. Cái gì nãy con đi con có nghĩ chỗ chắc giờ đóng cửa không ai mở cửa cho mình vô đâu á, ai về đâu đến với mọi người tự nhiên cảm thấy ấm áp dễ sợ. Nói thứ bảy 7 giờ á cơ. Dạ, mình phải ở lại để Nhưng mà mấy cái thất trước mình cũng ở lại y chang vậy không? Không, cũng có khi Wendy nó về sớm, có khi về sớm thì tụng kinh xong thì về. Dạ. Còn bình thường thì cũng sáng nào về cũng tới uống cà phê cho nó. Dạ. Hôm nay nghe có buổi nói chuyện với lại dì Út nha. Cảm ơn dì rất là nhiều. Rồi, cảm ơn con. Kêu gì? Trời ơi, dì lấy thêm cho con hả? Hồi sáng con có lấy rồi. Trời ơi, dì lấy chè cho con nữa kìa. Thôi để lát nữa con cho Hay Lì. Con cho Hay Lì mang về nhà. Cảm ơn dì nha. Con coi em con đây là con trai thứ hai của Wendy nè mọi người. Trời ổng đẹp trai dễ sợ luôn á. Ổng đẹp trai quá ông ơi, hai cái lỗ tai ổng kìa. Cái thằng anh lớn nó mới chạy đây đâu rồi? Dạ, trước á chị. Vậy hả? Đây, thằng sau nè, mới 1 tuổi mà nó dày thòn vậy đó. Không mà dì Út chăm khéo ghê dì Út. Dì Út chăm nó khéo quá. Dày thòn mà bụ bẩm nữa. Trời ơi, ổng đẹp trai quá kìa kìa. Ổng đẹp trai quá kìa mọi người ơi. Ui da. Ui da kìa. Nó từ lúc sanh ra là gì chăm nó hết luôn hả? Chăm đó. Đó hả? Ôi. Ông đâu đá cho nó.
cưng cái sợ không? Đó, Phật tử dẫn ra vô chùa rất là đông với mọi người. Mọi người vẫn tới đông lắm luôn. Nói chung là rất là ấm áp. Bà nội kìa. À đây bà nội hả? Trời ơi, bà nội có hai, đây là mẹ, là mẹ chồng Wendy đó. Dạ. Bà nội chăm hai thằng cờ cũng bà nội. Lấy luôn hả? Cha luôn hả? Trời ơi, bà nội hiền quá à, bà nội hiền queo à. Nicolai. À, con trai ơi. Trời ơi, này ông 1 tuổi kìa. Ông đẹp trai lắm nha mọi người. Ông đẹp trai mà ông dài tròn à. Ông đẹp trai mà ông dài tròn à. Rồi ông bò kìa, ông bò kìa. À, em 5-7 ngày nữa là 1 tuổi. 12 tháng. 12 tháng. 12 tháng. Mà nó cao ha, ba nó cao mà. Cái mặt cũng cừng quá mọi người. Hai cái lỗ tai ổng kìa. Trời ơi, cái lỗ tai ổng như lỗ tai Phật vậy đó. Đừng la. Kiểm cái đồ nó bố cứ ngờ. Bố Không, em đứng đó đi, chị chụp cho em tấm hình. Đi thăm Phi Nhung nhưng mà vẫn không quên uống thuốc. Thuốc nhất là tới 3 viên luôn á, ghê không? Mày ngán chết luôn. Có khi nào quên uống không? Không phải không? Không có quên được đâu chị, nó nhất một cái là nằm lượt liệt luôn. Vậy hả? Dạ. Nhiều khi quên mình giải chút xíu á, mình giải ngang. Rồi giờ mình đi cái sao? Bây giờ đi ăn nha. Chị đưa mọi người đi ăn nha. Hôm nay là cái buổi mà ghé thăm Phi Nhung 49 ngày băng đêm. Như vậy là cái Nga sẽ tạm biệt Phi Nhung và đi về. Wendy ơi, chị ơi, con đi về nha. Rồi, cảm ơn. Con bay gì nha. Con bay cả nhà. Rồi. Đi bay nha. Thank you. Dạ, bye chị. Wendy, dạ. Cô bay con nha. Dạ, chào cô ơi. Cô đi nha con. Bye, 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 bye. Rồi, bye, rồi bye, bye cả nhà. Phi Nhung ơi. Phi Nhung. Đó, cái nhà đến đây coi như là lần đầu tiên buổi tối mà thấy không khí rất ấm áp với mọi người. Bye Phi Nhung nha. Đã hôi một hố, một số khoai với bánh với lại. Bữa nay dì bỏ thêm cho con gì nữa? Hai ly chè. Chè hả? Thôi để con cho gia đình hay lì, tại vì bánh rồi nhiều thứ. Rồi con bay đi cái này. Bỏ thêm kia. Hai. Một một, một chơi chơi. Đi tới đâu cũng lấy lòng quá vậy. Quá trời luôn đây. Bây giờ hai đứa muốn ăn gì? Gì? À, đi ra Hiền Thanh ăn cơm đi. Đây, em coi nè. Đứa nhỏ thích ăn gì rồi đi à, chị không sao. Em thích ăn cơm Việt Nam không? Yeah. Ok, đi ra cơm Hiền Thanh đi, đi ra Huyền Thanh, Huyền Thanh. Hiền Thanh trước này còn ok đó. Lâu quá không ra Huyền Thanh. Hay Lì. Dạ. Trời ơi, chị lấy lọc trên bàn thờ của đồ cúng á, của Phi Nhung quá trời nè. Nè, có bánh nè, rồi khoai lang nè, có mận, có chè, chút xíu nữa chị đưa cho em nha. Cho em một trái khoai lang ăn, lấy lọc của chị. Rồi lấy bánh bánh gì, bánh mì, khoai mì nè. Rồi trong này nhiều thứ lắm. Ok. Thanh là spell sao vậy? Thanh T-H-E-N-T. Huyền Thanh, đưa chị gõ cho tôi. Thanh ơi.
Lâu lắm rồi, hôm nay mới trở lại Hiền Thanh rồi. Ừ, em ngồi đó đi. Nè, mấy đứa nhỏ ăn cái gì? Chị gọi đi, chia lừa. Chị có cây nằm ăn rau câu. Vậy vậy sao ăn rau câu là sao bà? Tại con có đói. Sao con có đói? Hồi trưa con ăn gì? Hồi trưa con ăn. Nó order xong rồi đó nha. Trời ơi, mấy khi đâu. Anh đem miếng cà sạch đây. Anh mấy khi được rồi nha, nha nhắc đi ăn. Oh, it's by this. Đó, con bới cơm cho em đi cá. Con bới cho em chén cơm đi. Trời ơi, cơm con đâu có dùng cái này con. Cơm con dùng cái muỗng đỏ này nè. Cái đó là múc canh con gái. Đó. Không kệ nó đi, tại vì có hai cái bát múc canh đó nè. Nè, cái này là trà Thái của cây lình nè. Rồi đó, con làm cho em đi con. Đó, con bới cơm cho cô nữa nè. Cát lớn rồi, cát biết tự làm mọi người. Đây nè. Con mời chú ăn, con mời con ăn con, con mời con. Trời, cây lình ngoan quá ta. Mẹ đi 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 mẹ đi mẹ bới thôi em em nhỏ nhưng mà em ăn được nhiều. Ok rồi rồi được rồi được ok rồi 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 cho em nhiêu đó đủ rồi. Nè. Đó, canh khoai mỡ đây nè. Canh khoai mỡ là để qua đây cho mấy đứa nhỏ. Đó, lấy cái muỗng đó múc em. Đúng rồi, lấy cái vá đó đó. Đúng rồi, cái vá múc canh đó, đúng rồi. Đây nè, có món cá kho ngon lắm nè. Lấy cái hay lì nè. Có cá lù đù đâu em. Đó, cái này là cái này cái kho quẹt để chấm rau nè em. Em ăn cái kho quẹt để chấm rau đi. Được rồi, cảm ơn chị. Đó, ăn cá đi cưng. Cá lù đù. Ăn được không hay lì? Ăn cà pháo. Ăn cái thôi, cái đó nó độc quá. Không, nó không tốt cho em. Ngon không Vương? Ok phải không? Ờ, cái cá này nè, em ăn cá này với cơm ngon nè. Lâu quá hôm nay đi ăn quán Huyền Thanh được bà chủ đãi mọi người ơi. Chị ơi, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, cảm ơn em. Em đi nha. Rồi, lâu ngày ra ăn được bà chủ đãi luôn. Rồi, các anh kêu chị nha. Nhiều ra ngoài. Gì má? Con của con hết à. Dạ, con của con có đứa à. Còn mấy đứa kia con ta. Trời, con đâu mà đẻ dữ vậy. Dạ. Đó, lâu ngày hôm nay quay trở lại nhà hàng Hiền Thanh ăn
cảm xúc rất là bồi hồi nha mọi người. Con ơi đi 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 đi. Sao con? Con nói chữ con cảm ơn cô Nga đi. Con cảm ơn cô. À, con cảm ơn cô, trời dễ thương dễ sợ. Tội nghiệp của chồng. Ừ, đúng không? Bồng vợ tối ngày. Đúng không? Ok đúng. Mọi người sao hả? Hayley. Dạ. Chị để cho em cho mẹ hộp bánh nha. Ờ, cảm ơn chị. Rồi nè, để chị lấy chè cho em nè. Đó. Đó, trên ban thờ cúng của chỗ Phi Nhung á. Đó. Khoai lang này nha. Cho mỗi người đó, em lấy hai củ đi, chị lấy hai củ. Dạ. Ok, thank you cưng. Mận nè, chị lấy cho em ít trái nha. Mới ăn bữa cơm Huyền Thanh thôi mà cảm giác giống như là lên mấy phao thịt. Ngon quá đó. Lâu quá không ăn á. Trời ăn lại thấy ngon ghê quý vị. Ăn xong mà bà chủ không có tính tiền. Cảm xúc coi như là nó bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa nhưng mà không bao giờ nhắc nữa. Thì bây giờ là hôm nay là mình đi một buổi chiều với nhau ha, mình thấy trọn vẹn ha, rất là vui. Vui không? Vui vui con. Vui vui vợ bà nhỏ bà vui kìa. Con gì có gì tuần sau con xuống con chơi chị Cát tiếp nha. Vui đó, bà vui kìa. Bà mà xuống thời gian cho bà biết nói tiếng Việt á. Dạ. Cho bà xuống đều đi, cuối tuần cho bà xuống bà chơi. À, hôm nay là tụi em đi với nhau một buổi chiều và bây giờ là trả tụi em lại về chuồng nha anh Dương. Dạ. Giờ em chở con Kaylin nè, cho nó về với má nó nè. Xong rồi chị mới tới chị nha. Ok. À, let's go mọi người ơi. Let's go. Bon xa ban đêm. Back in the day we used to go down here at night. Trời ơi. And now it's like normal. Chị ra xuống đây muốn cái sạn ở. Vậy hả? Hồi xưa. Một năm ra xuống mấy lần luôn. Yeah. Ủa cái thời nào vậy? Like gần 20 năm rồi. À, cái thời mà chưa có bị này đó phải không? Yeah. Trời ơi. Trước khi em bệnh là xuống đây hoài luôn. Từ đó giờ xuống đây không? Hàm vui quá ha. Thèm phở không xuống mà thèm cơm sắn không xuống. Vậy hả? Trời ơi. Làm mấy đứa hồi xưa đi đông lắm chị. Em tới mười mấy đứa bạn đi chung á. Ồ, vậy hả? Tụi bạn em dưới đây cũng nhiều lắm. Bây giờ tụi nó làm bác sĩ đi cho nè. Bye Kaylin, Kaylin nhớ xách bịch quần áo vô nha con. Bye bye. Bye. Bye Lexi, bye you, bye. Bye chị kìa. Nó buồn kìa. Nó buồn kìa. Bye. Giờ bye chị nó buồn kìa. Bye. Nó buồn kìa. Nó buồn gì? Nó đang say mê game nên nó buồn gì đâu. Không, nó còn lại nhìn qua chỗ khác. Bye, nice to meet you. À. Rồi, ok. Để cho nó vô nhà cái đã rồi hẳn. Chị bây giờ tại chị có school tomorrow. Mọi người ơi, coi như là chúng ta kết thúc chương trình tại đây nha. Rồi bây giờ là Cát ơi. Cát chào cô Thiệt Khó đi con, hay lì đi con. Ngủ rồi. Con nó mê ngủ trên xe. Em nó giống mẹ. Con nói chứ con bay em đi kìa. Con bay em về kìa con. Ủa? Em biết về em giận hả? Vậy hả? Mỗi lần về là mỗi em giận. Cái tay là nó dậy. Cậy nó. Con ơi, cái cuối tuần mình lên nữa với chị nha con. Đi, nó xong, không mà nó con ơi. Ôi người ta giận là vậy hả? Dạ, giận. Hay thôi bây giờ cho chị Cát đi về nhà con ngủ được con không? Dạ. Con ok không? Nó biết nó dốc gì rồi. Nó biết nó dốc luôn hả? Nó biết. Biết hết luôn hả? Dạ, nó không nói nhưng mà cái gì nó cũng biết hết đó. Vậy hả? Dạ. Già đầu quá hả? Ơi, con mai em, con hôn em cái đi về con. Rồi ba chị cảm ơn chị rất là nhiều.